những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua. Ý có kế hoạch cung cấp cho Ukraine số lượng lớn tên lửa tầm xa Storm Shadow. Vũ khí mới nhất của Ukraine khiến các chiến lược gia của Nga ở Crimea sợ hãi. Ông Putin đang cố gắng tìm người kế vị tiềm năng trong số những người thân của mình. Ukraine nã tên lửa Neptune vào kho dầu Nga ở Krasnodar Krai. Siêu vũ khí của Mỹ bí mật giúp Ukraine tiêu diệt hệ thống phòng không Nga ở Crimea. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Thì Nguyễn mến chào quý các thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, Ý đang lên kế hoạch cung cấp cho Ukraine một loạt tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow. Hãng truyền thông Ý Vator Quotidiano đưa tin về điều này. Theo đó, tên lửa tầm xa sẽ được cung cấp như một phần của gói viện trợ thứ 9, dự kiến sẽ được phân bổ vào cuối tháng 6. Bộ Quốc phòng Ý chưa bình luận về thông tin này. Rome cũng có kế hoạch cung cấp cho Ukraine hệ thống phòng không SAMP/T trong gói tương tự, theo báo cáo của Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani vào đầu tháng 6. Tajani xác nhận rằng chính phủ Ý đang chuẩn bị thêm một gói viện trợ quân sự mới. Nội dung của gói viện trợ này cũng giống như trước đây sẽ được giữ bí mật. Ukraine đã nhận được hệ thống SAMP/T đầu tiên, còn được gọi là MAMBA, vào năm 2023. Hệ thống này do Pháp, Ý sản xuất, có thể theo dõi hàng chục mục tiêu và đánh chặn 10 mục tiêu cùng lúc. Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin rằng Ý có thể áp dụng các viện trợ quân sự mới với hệ thống phòng không sau hội nghị thượng đỉnh G7 vào giữa tháng 6. Vũ khí mới nhất của Ukraine khiến các chiến lược gia của Nga ở Crimea sợ hãi. Crimea bị chiếm đóng, vốn là tàu sân bay không thể chìm, mang tính biểu tượng và có tầm quan trọng chiến lược đối với Putin, đang bước đầu có vẻ không đủ khả năng để giữ. Cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Tom Sapp viết về điều này trong một chuyên mục cho tờ Telegraph. Theo ông, việc đóng cửa 4 tuyến đường tiếp tế chính, cầu Kerch, 2 bến phà và đường sắt sẽ khiến bán đảo không còn động cơ, vũ khí và lương thực. Kho vũ khí mà quân đội Ukraine có thể sử dụng để tấn công cầu Crimea ngày càng tăng. Gần đây, một xuồng không người lái hải quân Stalker 5.0 mới đã được giới thiệu, rẻ hơn nhiều so với Makarov V-5. Loại xuồng đã di dời hạm đội Biển Đen khỏi Sevastopol bị chiếm đóng. Chuyên gia Sapp nói, nếu không có kế hoạch chi tiết cho cây cầu, không ai có thể dự đoán chắc chắn tải trọng nào có thể phá hủy nhịp và khiến cho nó ngừng hoạt động mãi mãi. Nhưng một tấn thuốc nổ có độ chính xác cao có thể gây ra rất nhiều thiệt hại, và với mức giá đó, bạn cũng có thể không dừng lại cho đến khi bạn thành công. Theo ông, Nga hiểu tính tất yếu của một cuộc tấn công như vậy nên họ đang cố gắng bảo vệ cây cầu bằng xà lan. Quân đội Ukraine tự tin rằng cơ chế phòng thủ thô sơ này chỉ cần bị phá vỡ một lần. Khi đó, Ukraine sẽ có thể vô hiệu hóa các nút cung cấp quan trọng, làm tăng thời gian và chi phí phục hồi cho quân chiếm đóng. Ông nói thêm, vấn đề không phải là giành lại Crimea, mà là làm cho nó trở thành một trung tâm hoạt động vô dụng. Việc bảo vệ Crimea sẽ là điều đáng xấu hổ và tốn kém của Nga, đến mức Ukraine đáng để tiếp tục tấn công vào nó. Như Union đã đưa tin, xuồng không người lái hàng hải Stanker 500 mới nhất của Ukraine đã được trình bày tại Diễn đàn An ninh Biển Đen. Được biết, chiều dài của nó là 5 m và chiều rộng của nó là hơn 1,2 m. Một động cơ xăng kèm theo giúp tăng tốc xuồng không người lái lên tốc độ hơn 40 hải lý một giờ. Ngoài ra, nó còn được trang bị hệ thống điều khiển và liên lạc video dựa trên Starlink. Ông Putin đang cố gắng tìm người kế vị tiềm năng trong số những người thân của mình. Nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin đang cố gắng chuẩn bị những người có khả năng kế nhiệm chế độ của ông trong số con cái và những người thân khác của ông. Theo nhận định của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington DC, Uniform đưa tin. Báo cáo của Viện ISW cho biết, Vladimir Putin đã cách chức 4 thứ trưởng quốc phòng và thay thế họ bằng một người thân, con trai của cựu Thủ tướng Nga và một nhà kinh tế, vào ngày 17 tháng 6 trong một cuộc thanh trừng đang diễn ra các quan chức trong Bộ Quốc phòng Nga. Vào ngày 17 tháng 6, ông chủ Điện Kremlin đã sa thải các Thứ trưởng Quốc phòng Nikolai Bankov, Ruslan Tisalikov, Tatyana Shefeshova và tướng quân đội Pavel Bobov, thay thế họ bằng các Thứ trưởng Quốc phòng mới gồm Anna Tsivileva và Pavel Bredkop, cũng như Thứ trưởng thứ nhất Bộ trưởng Quốc phòng Leonid Ronin. Theo thông tin từ Viện ISW, Anna Tsivileva là con gái của ông Sergei Putin vừa qua đời. Anh trai họ của Tổng thống Putin, bà Tsivileva đã kết hôn với cựu thống đốc vùng Kemerovo Sergei Tsivlev. Sau lễ nhận chức của ông Putin, chồng của bà Tsivileva cũng đã được nhận chức vụ người đứng đầu Bộ Năng lượng trong chính phủ mới của Nga. Bà cũng từng là thành viên Hội đồng các vấn đề ủy thác trong lĩnh vực xã hội trực thuộc chính phủ Nga vào năm 2019. Pavel Bredkop là con trai của cựu Thủ tướng và Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Mikhail Bredkop. Pavel Bredkop từng giữ chức Phó Chánh Văn phòng thứ nhất của chính quyền Tổng thống kể từ năm 2021, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài sản Nhà nước Liên bang từ năm 2012 đến năm 2015, đồng thời tại Cục Hợp tác Liên Âu với Bộ Ngoại giao từ năm 2005 đến năm 2015. Trong khi đó, Leonid Gaidin từng giữ chức Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính từ tháng 5 năm 2018, Thứ trưởng Bộ Tài chính từ năm 2012 đến năm 2018 và Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chính sách thuế của vùng Novorossiysk từ năm 2010 đến năm 2011. Báo cáo cho biết, việc bổ nhiệm Tsivileva, Bredkop và Gaidin hỗ trợ những nỗ lực gần đây của Putin nhằm giới thiệu người thân và con cái của các quan chức cấp cao khác của Nga với công chúng Nga và bổ nhiệm các cố vấn kinh tế cho Bộ Quốc phòng để cải thiện nền kinh tế thời chiến. Viện ISW kể lại rằng cả Tsivileva và Bredkop đã tham gia diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg cùng với các con gái của Putin và con của các quan chức cấp cao khác vào ngày 6 và 7 tháng 6. Như vậy, Putin có thể đã cố gắng giới thiệu con cái của mình và con của các quan chức trong nội bộ của mình ra công chúng nhằm tạo điều kiện cho họ đảm nhận các vị trí cấp cao trong chính phủ Nga. Ngoài ra, các nhà phân tích của ISW lưu ý rằng ông Putin cũng ngày càng bổ nhiệm nhiều nhà kinh tế vào các vị trí cấp cao trong Bộ Quốc phòng. Đặc biệt, ngày 12 tháng 5, ông thay Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu bằng cựu Phó Thủ tướng thứ nhất Andrei Belousov, chuyên gia kinh tế về thương mại. Ngoài ra, vào cuối tháng 5, ông Putin đã thay thế cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yuri Shadovnko bằng cựu Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Kiểm toán tại phòng kế toán của Hội đồng Liên bang Oleg Savelyev. Theo ISW, những sự bổ nhiệm này cho thấy Tổng thống Putin đang ưu tiên bổ nhiệm các quan chức mà ông cho là trung thành với chế độ và các nhà kinh tế để cải thiện nền tảng công nghiệp quốc phòng của Nga. Ukraine nã tên lửa Neptune vào kho dầu Nga ở Krasnodar Krai. Kênh Telegram Astra của Nga đã đưa tin, vào đêm 18 tháng 6, một kho dầu của Nga ở Krasnodar Krai trên bờ eo biển Kerch đã bị tấn công. Theo quan sát cho thấy, tên lửa hành trình Neptune có thể đã được sử dụng để thực hiện cuộc tấn công. Theo giới truyền thông, vào khoảng nửa đêm, người dân quận Tembrovsky của Krasnodar Krai đã báo cáo về các vụ nổ trong các phòng trò chuyện địa phương. Tuy nhiên, cơ quan chức năng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về vấn đề này. Astra sau đó được biết từ các nguồn tin từ các cơ quan dịch vụ khẩn cấp trong khu vực rằng bến trung chuyển các sản phẩm dầu mỏ lỏng và sản phẩm hóa học của Yunes Takhim Transit LLC ở làng Truska đã bị tấn công vào ban đêm. Cuộc tấn công được cho là đã gây ra hỏa hoạn và làm hư hỏng đường ống cũng như cơ sở kỹ thuật, nhưng được cho là không có ai bị thương. Tuyên bố cho biết, sơ bộ, cuộc tấn công được thực hiện với sự hỗ trợ của tên lửa Neptune của Ukraine. Điều đáng chú ý là khu định cư Chueska của Nga giáp trực tiếp với lãnh thổ cảng Kapkask, nơi bị lực lượng vũ trang Ukraine tấn công vào đêm 31 tháng 5. Vào thời điểm đó, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi một số tên lửa do Ukraine sản xuất từ hệ thống tên lửa chống hạm Neptune đã được Ukraine sửa đổi và nâng cấp. Quân đội Ukraine lưu ý rằng cuộc tấn công diễn ra vào đêm hôm sau khi lực lượng phòng vệ Ukraine vô hiệu hóa các chuyến phà qua phà Kerch trên lãnh thổ Crimea của Ukraine bị chiếm đóng vốn đang đi đến cảng Kapkas và được sử dụng cho hoạt động hậu cần quân sự của Liên bang Nga. Vào đêm thứ Ba ngày 18 tháng 6, máy bay không người lái cũng đã tấn công một kho dầu ở thành phố Azov thuộc vùng Rostov của Nga, khu vực chứa các sản phẩm dầu bốc cháy sau cuộc tấn công. Theo người dân địa phương, trước khi xảy ra vụ cháy, họ đã nghe thấy tiếng động cơ máy bay không người lái và ít nhất 5 vụ nổ lớn đã vang lên. Siêu vũ khí của Mỹ bí mật giúp Ukraine tiêu diệt hệ thống phòng không Nga ở Crimea. Sau khi không quân Mỹ triển khai UAV giám sát RQ-4A Global Hawk thực hiện các chuyến bay qua Biển Đen gần lãnh thổ Nga, các nguồn tin của Nga cho rằng UAV này được sử dụng để khảo sát hệ thống phòng không của Nga. Nhà phân tích quân sự người Nga Dmitry Dyroshenko trong một buổi trò chuyện với hãng truyền thông nhà nước Sputnik lưu ý rằng sứ mệnh của UAV Global Hawk dường như liên quan đến một nỗ lực khiêu khích nhằm phát hiện các hệ thống phòng không của Nga trong khu vực này. Chuyên gia Dyroshenko nhấn mạnh, máy bay không người lái của Mỹ đã tắt bộ phát đáp trong quá trình hoạt động. Bộ lực lượng của Nga phải kích hoạt hệ thống phòng không để theo dõi. UAV RQ-4A Global Hawk với chi phí ước tính khoảng 222 triệu USD mỗi chiếc là một trong những máy bay không người lái tiên tiến nhất hiện có của phương Tây. UAV RQ-4A tự hào có khả năng bay liên tục 32 giờ, có sải cánh dài 40 mét. Trong nhiều năm trước đó, không quân Mỹ đã có những bước đi táo bạo để thử thách khả năng phòng không của Nga. Đáng chú ý, trong 2 năm, Mỹ đã triển khai máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 như S-35 để thu thập dữ liệu điện tử về các hệ thống như S-300 và S-400. Khi đề cập đến các hoạt động ở Đông Âu, trong một cuộc phỏng vấn vào đầu năm 2023, Đại tá Craig Andrew, chỉ huy không đoàn tiêm kích số 388 thuộc không quân Mỹ cho biết, chúng tôi không vượt qua biên giới, nhưng máy bay phản lực luôn cảm nhận, thu thập thông tin, và nó đã làm điều đó rất tốt. Tất cả chúng tôi đều hy vọng nó sẽ hoạt động như mong đợi, nhưng sau đó được thấy nó thực sự hoạt động rất tốt trong vai trò đó thì thật tuyệt. Về triển khai UAV RQ-4A Global Hawk gần đây tới Biển Đen diễn ra sau các cuộc tấn công thành công của Ukraine nhằm vào các hệ thống phòng không của Nga. Ví dụ, vào ngày 22 tháng 5, tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ cung cấp với đầu đạn chùm được cho là đã phá hủy một số phương tiện phóng từ hệ thống S-400 gần Klenivka ở khu vực Donetsk. Tình báo phương Tây có thể đã giúp xác định vị trí chính xác của những mục tiêu này. Ukraine đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc tiếp cận mạng lưới hơn 800 vệ tinh của phương Tây và sự hỗ trợ từ các máy bay phương Tây hoạt động gần lãnh thổ Nga, bao gồm cả UAV RQ-4B Global Hawk. Ngoài ra, việc triển khai nhân sự từ các quốc gia NATO trên thực địa đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Ukraine sử dụng hiệu quả các loại vũ khí phức tạp hơn chống Nga. Khi các thành viên NATO ngày càng cho phép Ukraine sử dụng tên lửa đạn đạo và hành trình nhằm vào các mục tiêu xa hơn của Nga, người ta kỳ vọng mạnh mẽ rằng thông tin tình báo, bao gồm dữ liệu nhắm mục tiêu từ máy bay không người lái và máy bay của NATO, sẽ đóng một vai trò quan trọng. RQ-4B Global Hawk là máy bay không người lái có độ cao lớn, khả năng hoạt động lâu dài do Northrop Grumman phát triển. Nó chủ yếu được không quân Mỹ sử dụng cho các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát. RQ-4B Global Hawk có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết, ngày hoặc đêm trên các khu vực địa lý rộng lớn, với radar khẩu độ tổng hợp có độ phân giải cao và cảm biến quang điện hồng ngoại. UAV RQ-4B Global Hawk có sải cánh khoảng 39,8 m, chiều dài 14,5 m và cao 4,7 m. Những thông số này khiến nó trở thành một trong những UAV lớn nhất đang hoạt động, cho phép nó mang theo một lượng lớn cảm biến và thiết bị liên lạc. Hệ thống động lực của RQ-4B Global Hawk bao gồm một động cơ phản lực cánh quạt Rolls-Royce AE3007H duy nhất. Động cơ này cung cấp lực đẩy cần thiết để đạt được tốc độ tối đa khoảng 575 km/h và cho phép máy bay không người lái đạt được độ cao lên tới 18.288 m. UAV có độ bền ấn tượng, có khả năng bay trên không trong hơn 32 giờ. Các đặc tính kỹ thuật của UAV này bao gồm hệ thống điện tử hàng không tiên tiến, hệ thống điều khiển bay tự động và bộ liên lạc mạnh mẽ. UAV được trang bị radar khẩu độ tổng hợp có độ phân giải cao, có thể xuyên qua ca đam mây và cung cấp hình ảnh mặt đất chi tiết. Ngoài ra, nó còn có các cảm biến quang điện hồng ngoại để chụp ảnh nhiệt và hình ảnh trực quan. Những hệ thống này cho phép Global Hawk thực hiện nhiều nhiệm vụ trinh sát với độ chính xác cao. UAV RQ-4B Global Hawk được trang bị nhiều loại hệ thống khác nhau để nâng cao khả năng hoạt động, bao gồm hệ thống liên lạc vệ tinh để điều khiển tầm nhìn, hệ thống quản lý nhiệm vụ để xử lý dữ liệu theo thời gian thực và liên kết dữ liệu trên tàu để truyền thông tin đến các trạm mặt đất. UAV còn có hệ thống làm tăng băng để bảo đảm hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện thời tiết bất lợi. Mục đích chính của RQ-4B Global Hawk là thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát. Nó cung cấp cho người chỉ huy những hình ảnh và dữ liệu có độ phân giải cao, gần như theo thời gian thực, rất quan trọng cho việc lập kế hoạch chiến lược và ra quyết định. UAV được sử dụng cho nhiều ứng dụng khác nhau, bao gồm giám sát chiến trường, an ninh biên giới, ứng phó thảm họa và giám sát môi trường. Khả năng bao phủ các khu vực rộng lớn và hoạt động trong thời gian dài khiến nó trở thành tài sản vô giá cho các hoạt động quân sự và dân sự. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.